phụ kiện ngon bổ rẻ. Xin chào anh em nhé. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái chơi game mới, gọi là game này là game rắn săn mồi, hay còn gọi là game trí tuệ anh em ạ. Nhưng cái game này cũng là một game trí tuệ, nhưng mà không dành cho mấy anh em là trí tuệ quá, bởi vì cái này chỉ game trí tuệ tầm thấp thôi, không phải trí tuệ tầm cao. Mà cái game này khi anh em chơi, mà những anh em nào tính hay là cục xúc và hay có tính gọi là máu chó rồ thì chúng ta không nên chơi game này, bởi vì chơi game này thực sự nó rất bị gây ức chế về thần kinh, một cái game khá là gây ức chế. Bởi vì khi các bạn có trở thành bà Tân Vlog siêu to khổng lồ đi nữa thì các bạn gặp bọn chip hôi vừa sinh ra thì nó vẫn có thể đập cho bạn một hit luôn. Đó, ví dụ như thằng này này cũng to hơn tôi gấp đôi ấy, nhưng mà cũng chỉ là chọn cái chết mà thôi. Ok, lên là top 36 rồi. Tôi sẽ cố thử xem là lên là cái top 10 không. Hiện giờ thì tôi vẫn đang thuộc lại bé tí hon thôi, còn có rất nhiều bà Tân Vlog đội siêu to khổng lồ luôn, có nhiều to lắm, to. Chơi cái game này nhiều khi nó bị một cái là cây cú rất là cao anh em. Ví dụ như thế là mình đang leo lên cái tầm top 10 rồi ấy, bắt đầu tự nhiên là các bọn chim xanh ở đâu đó, nó tuổi trẻ chia trải sự đời, nghĩa là liều thì ăn nhiều luôn ý. Đó, thế là nó xuất hiện lên là nó úp cho một úp thôi thì là mình sẽ dụng luôn. Và cái game này nữa, khi mọi người chơi mà vẫn chưa quen ý, thì mọi người có thể rất hay bị nhầm một cái là ví dụ như con có màu của con của đuôi màu con của mình và con của bọn nó cũng giống hết nhau, chắc khác nhau một cái nịt gì luôn. Ok, tôi target là con này này. Thì ra mày chọn cái chết, mày à bươi. Nào chạy đi nào, nào chạy đi em ơi. Mình xin. Ok, còn thằng quá. Trời ơi, có con to quá. Trời ơi, có một con. Ôi, con to này vừa chết này. Ôi, to quá. Nghĩa là con này rất là lớn luôn, cực kỳ lớn. Thì là ok này, các bạn có không vướng nhiều quá. Lên trên này vẫn còn xác của con này luôn, bởi vì con này là siêu to rồi. Wow, kìa đấy. Ui, con to lắm. Wow. Ôi, ngon quá. Ngon quá, sinh tố quả. Trời ơi, nhưng mà trên kia còn một con to lắm. Bởi vì khi mình nghèo, mình hèn thì mình có thể lên tạc cánh đánh đổ con này được. Ok, top 13 rồi. Anh em có tin là tôi lên tôi tiêu diệt cái thằng siêu to khổng lồ này không? Nào, nào, nào. Ok, ui, em ơi. Ok. Nào, tôi lên anh em nhìn tôi target con này nhá. Ui, đó, cái con nhỏ nhỏ kìa, nó vừa đẻ ra, suýt nữa mình chết ở đó luôn. Khi chơi cái này này, chúng ta nhỏ gặp con to thì theo kinh nghiệm của tôi thì anh em là cứ đi theo nó thôi. Chỉ chờ nó nổ thôi. Nó nổ phát là mình sẽ trở thành siêu to khổng lồ luôn. Ui, con này to thế. Đi mãi không hết. Đó. Nhiều làm sao, nhưng mà con này đây rồi. Mày à bưởi. Ui, ngon quá anh em ạ. Ngon quá anh em ạ. Ui, măm ngon quá, măm. Ngon quá. Ui, ngon quá. Ngon. Ơi là ngon luôn. Giống kiểu anh em có nhớ biết cái câu ngon ơi là ngon của ông sư mà ăn thịt chó. Nhà sư thích thịt chó là hay nói câu ông ăn thịt chó của ôi thịt chó ngon ngon. Đấy, cảm giác mà oánh được. Ui rồi ôi, oánh được mấy thằng to con này đã lắm anh em ạ. Ok, mình đã lên top 9 rồi, như vậy là cũng đã có số có má ở đây rồi. Cái thời điểm mà mình nghèo mình hèn ý thì là mình có thể là để ôi bạn ơi, sao bạn lại chui vào đây? Thì mình có thể liều. Nhưng mà giờ mình cũng nói là to con, to cao đẹp trai rồi, mình không nên liều nữa. Bởi vì là có rất nhiều bọn nó sẵn sàng giống mình như trước, là nó sẵn sàng nó liều nó để nó tiêu diệt mình. Tôi còn đang nghĩ ông to nãy kia, cái ông đập bỏ điện thoại ấy, ông đấy vừa nãy là top 1 đấy. Ok, cái thằng này nghĩa là các bạn thấy không, mấy cái con nhỏ nhỏ này bây giờ bắt đầu target theo tôi rồi này. Đó, ok, xử lý từng thằng một. Rồi, thằng này đã chết. Thì ra mày chọn cái chết rồi, ăn đi em ơi, ăn đi. Ôi, nhưng mà số đỏ rồi bạn ơi. Ôi bạn ơi. Ok rồi. Rồi. Quả này mấy mà chạy nữa thì chỉ có bịp thôi bạn ạ. Bạn ơi, bạn đừng bịp mình nữa. Ok, tiếp theo là ủa, bạn vừa tiêu diệt một con sâu thì nghĩa là đằng sau đít của mình dài quá, mình vừa thịt một thằng người mà mình không biết luôn à.
Ui, đây rồi, đây rồi. Có con này to to. Ok, ta cái đấy, đối thủ của mình phải là con như này mới xứng tầm này anh em này. Ui. Wow. Trời ơi, mình ăn được con tí tẹo luôn. Ok, để tôi target con siêu to khổng lồ này anh em nhá. Cái thằng này nó lớn hơn tôi một tí này. Ôi bạn ơi, bạn đi đâu đấy? Đợi mình bạn ơi. Ôi bạn ơi. Trời ơi, có một con chết rồi nhưng mình cũng không thèm ăn luôn. Ô không được, nó to quá. Không target được nó luôn. Nó to quá. Ui ui, nó to thế. Thôi mình chọn đối thủ vừa 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 tầm như này thôi. Nó ghét mấy con nhỏ nhỏ thế nhở? Không không không, có mấy con nhỏ nhỏ này là tôi quấn được cái thằng này đấy. Rồi rồi bạn ơi, bạn quay lại bạn ăn nó đi bạn ơi. Kìa bạn ơi, bạn quay lại ăn nó đi. Rồi ok bạn, bạn quay lại ăn nó đi nhá. Để rồi mình ăn bạn luôn. Ok. Ok bạn rồi. Ok. Nào bạn ơi, bạn đẹp lắm. Đó, ngoan. Rồi nằm im để anh quấn anh ủ cho nhá. Cho đỡ lạnh nhá. Ngoan lắm anh thương. Ôi trời ơi, người ở đâu ngoan thế. Nào nằm im để anh thương nào. Ôi trời ơi, có lạnh không? Anh đắp cho một mấy vòng chăn nhá. Rồi ok. Rồi. Ok rồi, rồi rồi bạn ủ. Bạn ơi. Ôi bạn ơi. Rồi mình xin. Ui ui ui, đôi, kia rồi rồi rồi. Nghĩa là cái con to này này, hiện giờ là gặp mình cũng là thuộc lại giờ nửa mùa, nên là gặp con to này thì mình chưa đủ trình để mình đánh với nó. Thì tốt nhất là chúng ta lên mũi né, tránh nó xa xa thế đi. Còn mấy con này nhỏ quá. Ok thôi target con này đi. Rồi bạn ơi. Ui sao trên này nó lắm thế. Trời ơi, ăn mỏi hết mồm mà không hết này. Thôi tạm thời tha cho nó đi, target ra sau. Ê bạn ơi.